Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trung tâm tỉnh là thành phố Phan Thiết, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 190 km về phía Nam. Bình Thuận với đường bờ biển dài 192 km nên được mệnh danh là thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng giàu tiềm năng của Việt Nam. Dự kiến năm 2030, khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của châu Á-Thái Bình Dương. Theo như bản đồ quy hoạch của tỉnh Bình Thuận thì đường bộ của tỉnh Bình Thuận là trục giao thông trọng yếu Bắc Nam. Hiện nay tỉnh Bình Thuận có 3 tuyến quốc lộ chạy qua đang được mở rộng và nâng cấp theo kế hoạch, bao gồm quốc lộ 55 đi Bà Rịa Vũng Tàu, quốc lộ 1A xuyên Việt với chiều dài qua tỉnh là 178 km, quốc lộ 28 từ thành phố Phan Thiết đi huyện Di Linh của tỉnh Lâm Đồng, quốc lộ 28B từ thị trấn Lương Sơn đi Đà Lạt di chuyển 2 giờ với đoạn đường 135 km. Ngoài ra, các tuyến đường khác cũng được huy động để mở rộng và nâng cấp không ngừng như tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua tỉnh Bình Thuận với chiều dài là 190 km, với số ga là 11 và ga quan trọng nhất là ga Mương Mán. Và để phục vụ cho nhu cầu và phát triển du lịch, tỉnh Bình Thuận đã xây dựng thêm một ga mới là ga Phan Thiết. Đường biển với chiều dài 192 km, bao gồm các hải đảo là một đường giao thông quan trọng trong cạnh tranh hàng hải quốc tế. Đến thời điểm hiện tại thì cảng biển Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận đã được xây dựng xong với công suất tiếp nhận tàu là 10.000 tấn ra vào. Ngoài ra thì cảng biển Phan Thiết cũng tiếp nhận tàu là 2.000 tấn. Đường hàng không thuộc tỉnh Bình Thuận được xây dựng để phát triển du lịch cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Sân bay Phan Thiết đang được kêu gọi để xây dựng lại, làm động lực cho sự phát triển du lịch cũng như thu hút nhiều đầu tư hơn cho sự phát triển của tỉnh. Tỉnh Bình Thuận còn đang xây dựng đường cao tốc Bắc Nam theo kế hoạch. Bến xe Nam Phan Thiết, Bệnh viện tỉnh, Mũi Né, du lịch ngành cũng nằm trong kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của tỉnh Bình Thuận. Bình, địa danh du lịch nổi tiếng của Bình Thuận. Theo bản đồ Việt Nam, Bắc Bình là một huyện ven biển của tỉnh Bình Thuận nằm ở phía bắc của tỉnh. Nếu bạn dành về địa lý sẽ nắm rõ huyện này có diện tích lớn nhất của tỉnh Bình Thuận. Bắc Bình cách Sài Gòn 230 km về phía đông và cách thành phố Nha Trang khoảng 200 km theo hướng tây nam. Bầu trắng, danh lam thắng cảnh quốc gia được mệnh danh là tiểu sa mạc Sahara của Bình Thuận. Đền thờ Bục Long Mơ Nai, trung tâm trưng bày văn hóa Chăm thuộc. Ghé thăm làng nghề thổ cẩm Phan Thanh. Khu bảo tồn thiên nhiên Ca Lon sông Mao. Loại hình đất nông nghiệp với chi phí đầu tư ban đầu thấp nhưng có biên độ lợi nhuận lớn gấp nhiều lần so với các loại hình bất động sản khác nhờ đón đầu phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, kinh tế và du lịch.